còn khoảng 10 ngày nữa sẽ kết thúc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, căn cứ vào dữ liệu phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì mức điểm chuẩn các khối tự nhiên và xã hội sẽ có xu hướng giảm, trong khi đó khối D01 lại có khả năng sẽ tăng vì nguồn tuyển dồi dào hơn so với năm trước. Ba ngành thuộc nhóm công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến lấy điểm chuẩn trên 27,5, ngành thấp nhất lấy khoảng 20. Đây là mức điểm chuẩn dự báo xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà đại học này vừa công bố. Như vậy, so với điểm chuẩn năm 2022, giảm từ 1 đến 3 điểm. Thì cũng thấy rằng là cái nhóm top trên ấy thì có thể nó không dao động nhiều lắm. Nhưng mà nhóm top dưới thì cũng có thể là thay đổi cỡ khoảng độ 1 đến 2 điểm so với năm ngoái. Do mức độ điểm thi phân hóa tốt hơn năm trước, với mức điểm giỏi hầu hết các môn giảm như toán chỉ còn 15%, lý hóa cũng giảm xuống khoảng 20%. Sinh khoảng 10%, nhất là địa lý chỉ còn gần 7%. Vì thế, mức điểm chuẩn đa số các ngành khối tự nhiên sẽ giảm nhẹ, thậm chí do tác động của chính sách cộng điểm ưu tiên mà một số ngành có thể giảm tới 1,5 điểm. Biệt là những ngành càng hot thì sẽ càng giảm. Tôi lấy ví dụ như công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghệ năm ngoái là 29,15 thì chắc năm nay sẽ không thể cao như vậy được. Đấy, thì như vậy các em sẽ lưu ý và có thể mạnh dạn apply của những trường đấy với cái điểm chuẩn có thể giảm từ 0,5 cho đến 1,5 điểm. Tùy từng ngành, trong đó có kể cả khối sức khỏe, tôi cho rằng cũng có hiện tượng giảm như vậy. Tuy nhiên, trái ngược với xu thế giảm của hầu hết các khối ngành thì D01, toán, văn, tiếng Anh dự kiến lại có xu hướng giữ nguyên hoặc tăng nhẹ. So sánh mốc từ 20 điểm trở lên, năm nay hơn năm ngoái 14%, từ 21 điểm hơn 17%, từ 22 điểm nhiều hơn 19%, từ 23 điểm nhiều hơn 21% và từ 24 đến 27 điểm đều nhiều hơn 23%. Song việc mức điểm chuẩn cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là khi năm nay các trường phải tự chọn tổ hợp có điểm cao nhất để xét cho thí sinh. Thống kê là theo từng thí sinh để xem các em có cái tổ hợp cao nhất là tổ hợp nào, và trên cơ sở phân tích điểm chuẩn của đa số các ngành sẽ giảm từ 0,25 đến 0,5. Theo các chuyên gia, chiến lược tốt nhất là ngành yêu thích nhất sẽ đặt là nguyện vọng 1, bởi không trúng tuyển sẽ còn những nguyện vọng tiếp theo. Cùng với đó, để chắc chắn hơn thì thí sinh nên cân nhắc lựa chọn những ngành mà có điểm trúng tuyển năm trước bằng hoặc thấp hơn điểm thi của mình. Trên cơ sở cái phổ điểm cũng như cái điểm thi từng môn, từng tổ hợp môn thì các em có cái việc điều chỉnh cũng như xem xét để cân nhắc để xác định nguyện vọng tốt nhất cho cái ngành nghề của mình học theo cái điều kiện và những khả năng cũng như năng lực của bản thân cũng như kết quả điểm thi của các em, và các em bám sát những cái kế hoạch của tuyển sinh. Hiện nhiều trường đã đưa ra mức điểm sàn. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2023 khối ngành sức khỏe từ 19 đến 22,5 và đào tạo giáo viên từ 17 đến 19 điểm. Tuy nhiên, đây chỉ là mức điểm nhận hồ sơ và có thể sẽ chênh rất nhiều so với điểm chuẩn, nên thí sinh cần đặc biệt lưu ý.